Em Hoàng Giang, chủ kênh Nhà Đất Tây Ninh TV, rất vui gặp lại cô chú chị gần xa. Hôm nay có một sản phẩm quay review chào đến cô chú chị mình xem tham khảo ha. Thì đây là một căn nhà của chú chị ha. Thì hiện tại con đường mình là con đường nhựa 5m của chú chị ha. Ở đây mình di chuyển ra quốc lộ 22 là khoảng 400m. Rồi mình ra khu công nghiệp Thành Công cũng như chợ Hưng Hòa tầm khoảng 2km của chú chị ha. Ra thị xã Trảng Bàng tầm khoảng 2km. Nói chung ở đây là trung tâm phường Hưng Hòa, thị xã Trảng Bàng. Thì lô bất động sản mình tọa lạc là khu phố Hòa Lợi, phường Hưng Hòa thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Thì dưới nhà đất này là dưới diện tích là 9,5m, hậu dài là một cạnh 21 của chú chị ha. Có 130 đất ở đô thị. Đó. Thì cô chú chị gần xa nào mà cần về Tây Ninh định cư, đó, đặc biệt là khu An Hòa, thị xã Trảng Bàng, nó có khu công nghiệp, nó giáp với Lộc Giang của thành phố Đức Hòa, nhân dân gần quốc lộ 22. Quốc lộ 22 này kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như về cửa khẩu Mộc Bài và thành phố Tây Ninh của chú chị ha. Rồi căn nhà này nó quay mặt về hướng đông bắc của chú chị ha. Rồi bây giờ mời cô chú chị mình vô căn nhà giới thiệu ngày hôm nay xem tham khảo. Cô chú chị nào mà hợp nhãn, hợp túi tiền, đó, tài chính là 1,690 tỷ, còn thương lượng của chú chị ha, thì liên hệ ngay cho em trên số điện thoại trên màn hình. Đó, lần đầu xem kênh của chú chị cho em một like và đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất ha. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú chị mình vô chi tiết nhanh lẹ. Thì đây là con đường của mình. Đây mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 22 là khoảng 400m của chú chị ha. Mặt độ khu dân cư. Đó. Đường thông tứ hướng của chú chị ha. Đây là căn nhà của mình. Thì nhà này nói chung thì chủ cũng mới bê sơn là thôi cho sạch sẽ sáng sủa. Đó. Đây từ cái trụ này mình kéo ngang qua đây là 9,5m của chú chị. Cái này mình kéo rào nữa là đẹp. Đây là 9,5m của chú chị ha. Rồi bây giờ mời cô chú chị mình vô nhà. Thì cô chú chị thấy nè, cái nền nhà nó cao hơn mặt đường của chú chị ha. Cao mặt đường ha. Rồi cái phần này cô chú anh chị mình có tiền đầu tư thì che cái máy hiên lên hoặc cắt thêm cái nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh đây để xe hơi ra. Rồi để bàn trà đó, tiếp khách dân đó. Thì trước khi vô cô chú anh chị mình quan sát phía ngoài ha. Ở đây thiết kế để kiển. Trước hết mình vô đây phòng khách của mình. Cái này trụ thiết kế này lúc trước nuôi cá hay làm cái gì mình cũng không biết. Hồ. Nói chung là ta làm gì không biết thì rồi tới mình thì mình thiết kế lại. Nuôi cá gì đó ha. Đây là phòng khách của chú chị ha. Thì được cái bê màu xanh nhìn nó mát. Hai nữa tầng nhà mình nó không tên lạnh, nên thì ốp gạch nó sạch sẽ rồi. Cái này tôi chưa quét dọn ha, này quét dọn lên là sạch sẽ. Chung là nhà này thông thoáng ha của chú chị, mát mẻ. Mình di chuyển vô trong của chú chị ha. Quay sơ nét thôi, không biết giới thiệu sao nữa. Rồi, hiện tại thì trên đó là mình thấy một phòng khách. Và dưới đây là hai phòng ngủ của chú chị ha. Đó, đây là phòng trời tiếp khách. Nói chung là nhà này thấy cũng xinh xinh. Ở đây là cái bếp của mình, chú chị ha. Phía sau chủ cũng chừa cái cửa gió lấy sáng để thông thoáng ha. Đó, cái bếp của mình. Cũng như nhà ăn luôn. Rồi. Phía bên đây là có nhà tắm, nhà tắm nhà vệ sinh riêng của chú chị ha. Trên cũng đổ đan. Rồi. Phía sau nữa mình còn một cái không gian phía sau nữa. Đây cô chú chị ha.
Đây phía sau mình có một không gian trống. Tới trụ rào đó ranh giới của mình đây là hết là của chú chị ha. Đó. Ở phía sau đây có dân cư xung quanh sinh sống ha. Ở bên hông mình bên kia có một con đường đi vô khu dân cư phía sau. Rồi, em xin cập nhật lại cô chú chị gần xa. Nhà đất mình tọa lạc là khu phố Hòa Lợi thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì với chiều ngang là 9,5 m, hậu dài một cạnh 20, một cạnh 21, có 130 thổ cư, còn lại là đất cây. Giá bán của chủ là 1,690 cô chú chị ha. Thì cái vị trí nhà đất mình sẽ di chuyển về bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh là tầm khoảng 45 cây trở lại của chú chị ha. Đó. Mình đang di chuyển ra khu nghiệp khoảng 2-3 cây số thôi, 2-3 km thôi, đi khoảng 5 phút. Nói chung là vậy, thị xã Trảng Bàng, dân dân, tiện ích xung quanh. Rồi, bây giờ mời cô chú chị mình xem qua hình ảnh lấy cam.